như mày như vậy sớm hơn. Anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài. Nhưng anh không chấp nhận. Cứ trôi theo anh từng ngày. Tôi cũng đâu phải là con người mà. Em ơi, giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi. Nhưng không cần ai giờ lúc này. Mà bán trẻ bản thân giống như cô nói đâu. Để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm. Mà sao trong anh buồn thế? Anh nghe cơn gió đang về, như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm. Tôi muốn ông chứng kiến sự nghiệp của ông sụp đổ trong tay tôi. Anh yêu em quá mất rồi, nên ngỡ như em về. Ông cũng phải nhớ là đã nói những gì. Sao trong anh buồn thế? Anh nghe cơn gió đang tôi về. Như em mới kề bên quay nha. Không lẽ suốt ngày cứ nuôi ông tay áo gì hả? Những khói quán tính là do quán ăn. Trong kinh tế người ta gọi là quán tính. Quá mặn rồi nên nhớ như em về thôi. Ông già bệnh trúng gió luôn nhỏ. Hai. Dạ. Con tỏ mắt con đọc giùm ba cái này coi. Đọc cái tên cho coi. Gì vậy? Chúng tôi đang truy nã một tên chạy xe ba gác chuyên lừa đảo cướp giật giỏ. Chỗ nào đây nè. Mày điên hả mày? Dạ. Tao kêu mày đọc chỗ này mày đọc chỗ. Tìm người thân. Đó, ông Tạ Văn Hót khoảng ngoài 50 tuổi. Đúng rồi. Tạ Văn Hót. Tên ba. Trước lái xe cho nhà ông Võ Trí Đức, bà Lê Ngọc Minh. Thế, ông á đúng không á? Tiếp má. Hiện nay ông Hót đang ở đâu? Vui lòng liên hệ với con trai Võ Trí Bảo. Ê. Con rồi hả? Võ Trí Bảo là thằng nào? Con trai là ở đâu ra? Hả? Thằng nào? Bà điên hả bà? Thì đây nè, đây nè. Võ Trí Bảo con trai. Con trai ông. Ông Đức. Con trai ông Đức. Xíu bùm bùm. Đọc thêm. Ủa mà nó kiếm ông chị. Nè, địa chỉ nhà số quận 7. Khu biệt thự quận 7. Ê, nó kiếm ông chị vậy? Làm gì ta? Thôi, con hiểu rồi. Sao con, sao con? Cái này là nhà giàu á. Tụi nó đi Mỹ kêu ba qua cho đồ cũ đó. Bậy bạ. Thằng ý kiến tầm bậy tầm bạ không à. Nếu mà con cho đồ cũ á là người ta cho ve chai hoặc người ta bán. Ai mà đăng báo tốn tiền lắm. Đúng rồi, con lớn con ý kiến con nói ba nghe con. Nó phải có một cái lý do gì nó mới kiếm ba. Tao biết rồi. Sao má? Hồi xưa đó, ổng lái xe cho cái nhà này nè. Ổng chuyên môn chôm đồ của bà, ổng về ổng cho tao bận. Bây giờ nó kiếm ổng, nó quánh ổng á. Trời ơi. Bà ở không lắm. Có ai mà đăng báo đi quánh người ta không? Bây giờ trong nhà này nè Út, con coi giùm ba con. Theo con á, ừ, chắc người ta nhớ bà, người ta kiếm bà. Trời ơi, con rảnh lắm. Mày giữ mặt đẹp không à? Nhớ con làm ba mắc cỡ quá con. Chứ giờ nó kiếm ông chi đây? Bây giờ tôi về. Ừ. Bây giờ mấy mẹ con bà ha, muốn biết sự việc này xảy ra thế nào. Dạ. Mướn thám tử tư. Trời ơi. Chạy xe ba gác mà chảnh. Có nè, tiền mướn thám tử tư. Người ta gọi là bỏ con tép bắt con tôm. Thôi, đừng có nghĩ sâu xa quá. Cái này á là nhà nó có hũ vàng, ba má nó để lại. Ba hồi đó là ba thân tính với ba má nó. Nó tìm không ra, nó kêu ba qua tìm giùm đó. Bảy. Cũng có lý. Bảy. Sao con? Nhà người ta có vàng, có bao giờ người ta kêu người dân tới lấy đâu. Mày cũng không phải là hũ vàng mà chắc là nó kiếm hũ cốt gì nè. Cái thằng khùng quá. Mày nói xàm rồi mày. Nó xàm không à. Bây giờ sao? Bây giờ vậy nè. Bây giờ tôi nói ông nghe vậy nè. Nhà nó ở khu biệt thự quận 7, tức là nhà giàu. Đúng không? Mà nó kiếm ông, tức có là... Có nghĩa là tôi sắp có tiền. Có chuyện, ừ đúng. Bà xuống. Ừ. Rồi, đừng đi, rồi. Đi xuống. Cho ông lên, cho ông lên đợi bữa. Đúng, cho ông lên đợi bữa. Rồi. Bây giờ tôi nói ông nghe vậy nè. Ý kiến bà thế nào? Nó kiếm ông, tức là nó có chuyện muốn nhờ ông, đúng không? Đúng rồi. Tức là mình có cơ hội mình quất tiền của nó. Ông nghĩ đi, từ hồi tôi cưới ông tới giờ á, bà mẹ nó rớt từ trên rớt xuống, bây giờ sát sàn luôn, không có lên được biết nào hết trơn.
Ta nói hồng nhan bạc phước. Ông nhớ đi, hồi đó ông chạy xe hơi cho nhà nó, đúng không? Xe hơi xịn. Rồi xong hết lái xe cho nhà nó, cái ông ra ông lái taxi. Taxi đã rồi, cái hết tiền, cái em ra ông chạy xe ôm. Rồi hết tiền bán xe, chạy xe ôm, bây giờ ông chạy xe ba gác. Khác sàn chưa? Nhưng mà tôi nói cho bà nghe nè, có rớt đi đâu nữa chứ rớt tới đất là nó hết chỗ hết rồi. Tới rồi đó. Đâu chưa đâu, mai mốt còn chạy xe thồ nữa. Thôi mày, bà, tao chạy xe thồ hay ba gác gì kể tao. Bà. Nhưng miễn tao nuôi tụi mày như vậy là được rồi. Ông chừng mày mốt rớt xuống xe lăn luôn. Tao quýnh bây giờ đó. Bảy bà mày. Bây giờ vậy nè. Bây giờ nó nhờ ông bất kể chuyện gì, ông quất tiền công tới nắp cho tôi. Mà nếu mà cảm thấy nó là đứa có tình cảm á, mà xin thêm. Tôi ví dụ qua đó gặp nó, nó không đưa tới nóc, nó không đưa gì hết, nhục không? Thì cùng lắm mà giá cái mặt quê về thôi chứ có mất mát gì đâu. Trời, thôi mệt quá, tôi khỏi nói nữa. Khỏi bàn. Trời ơi. Chạy cái gì kỳ vậy? Ôi xin lỗi cô, có sao không cô? Trời ơi, đi đứng cũng phải nhìn đường nhìn đất chút xíu chứ trời. Không phải, tại tôi đi tìm số nhà nên tôi không thấy cô, xin lỗi cô nha. Cô có sao không? Không có sao hết. Mà cô, nhà tôi trong hẻm sẹt vậy mà dễ tìm, ở đây sao khó tìm quá. Mà ông tìm nhà ai? Cô cho tôi hỏi thăm nhà cậu Võ Chí Bảo á. Cô biết không? Ủa, mà ông là ai vậy? Ông tìm nhà ảnh chi? Tôi là Tạ Văn Hót, bí danh là Ba Gác. À vậy chú Hót. À thôi con biết rồi, chú đi theo con đi, con biết nhà anh này, để con chỉ cho. Cô biết luôn? Dạ biết. Chẳng may mắn quá vậy. Vậy cô dẫn đường giùm tôi nha. Dạ. Giờ vậy nè, có gì thì cô nói nhanh đi, tôi còn đi tìm nhà người quen nữa. Về trễ con vợ tôi nó chửi, tôi dữ lắm. Chú tìm chỉ cho mất công, xa xôi dời dời à. Con đây nè, con chính là vợ chưa cưới của anh Bảo đó. Cái gì? Vợ chưa cưới của anh Bảo? Dạ. Ê chà, vậy tôi phải tìm nhà anh Bảo mới được. Anh Bảo là con nhà giàu, có nguyên cái biệt thự to đùng, chạy đâu mất mà chú phải lo. Mà giờ anh cũng đâu có ở anh đi Phan Thiết nghỉ mát với khách hàng rồi. Cái gì kỳ vậy? Đang báo kiếm người cho đã, giờ đi làm sao? Thì bởi vậy nên bây giờ tốt nhất là chú gặp con đi, rồi mai mốt con dẫn chú đi gặp anh Bảo. Ừ, mà chuyện này xảy ra 30 năm rồi, đôi lúc hỏi tôi không nhớ. Bởi anh Bảo cũng đang lo lắm, nhưng mà hãy có manh mối nào mà liên quan tới bà ruột của ảnh á, là anh đi tìm liền hả? Chắc anh đang báo tìm chú là cũng để hỏi cái vụ đó đó. Chắc vậy quá. À, chú giữ cái cạp physics của con đi, khi nào có gì á chú gọi cho con. Với lại chú cho con xin số điện thoại với lại địa chỉ nhà luôn. Tôi ghi cho. Rồi chú ghi đi. Điện thoại số nhà luôn phải không? Dạ. Điện thoại số nhà. Rồi. Rồi. Vậy cảm ơn ha. Chú. Có gì tôi gọi cô trước hay cô gọi tôi trước? Chú gọi cho con đi. Dạ. Giờ về nhà căng quá ta. Sao ta? Sao nữa chú? Sao ta, sáng giờ đi chạy, giờ về cầm này không chắc vợ tôi nó sút quá căng à. Rồi. Sao ta? Rồi chú cầm lấy đi nha, con gửi chú đó. Trời ơi, hồi sáng giờ bỏ, nếu mà tính mà hai cuốc, một cuốc 190, hai cuốc 380, tiền bo nữa. Rồi, hiểu rồi. Vậy thôi, chú cầm hết này luôn đi. Vậy ha. Rồi. Dạ. Vậy đi chú ha. Đẹp gái còn tốt bụng nữa ta. Rồi có gì tôi gặp cô hoài luôn á. Được rồi, cảm ơn cô nghe. Dạ. Uống cay để đâu uống. Về nghe cô. Dạ. Hẹn gặp lại. Ba mày kể cho mày nghe nè, bữa nay ba mày ra đường là ngon lắm đó. Sao ạ? Cô kia cho ba mày 200. Ừ. Ba về cho má mày. Dở. Bà thấy không? Bà thấy
tôi thương bà không. Đấy. Đây, còn gì? Còn ở trong á. Buông ra. Em mới gặp mà cho 200 là xả láng lắm nè. Không, bây giờ nói bà nghe. 200 nhưng mà gặp ông khách chở khách chở hàng được 100 nữa là 300. Hay không? Mai. Đây. Gì? Chở khách gì mà lè nhè mặt mày đỏ ké hôi rình vậy? Đây. Thay thiệt coi nó cho nhiêu. 400. Bao nhiêu? 400. Khai lại lần cuối coi nó cho bao nhiêu. 450. 450. 500 lần. Rồi 50 nữa đâu? Đổ xăng rồi. Đổ xăng hay là đổ rượu? Đổ xăng 10.000, đổ rượu 40. Trời ơi. Thôi đi má. Chị nói không, 450 là được rồi. Má là bà riết á, bà sợ bà đi làm là má lỗ luôn á. Thấy cô Út nó nói hay không? Sợ không? Ê mà cái vụ này tao nghi ngờ nha. Vụ gì? Vậy? Con nhỏ này nó mới gặp ba mày nó cho 500.000. Vậy là lý do gì vậy? Mê ổng thì chắc chắn là không phải đâu. Cái mặt này tao mê còn không nổi mà. Lý do gì vậy? Ôi chắc tại á, ổng có đứa con trai đẹp á, nó mê nó cho tiền. Thằng này nó trời ơi. Trời ơi nó tự tin thấy ghê không? Trời ơi là trời. Trời ơi tao nói mày nghe nghe. Cái gì? Nó cho tiền ba mày như vậy là có chuyện nè. Chuyện gì bà? Cái thằng đó nó giàu có mà ba mày hồi xưa ăn cắp xăng của ba nó. Mà khi không á, mà nó giàu có mà nó đi kiếm một cái thằng cha xí củi như ba mày mà nó nhận á, là có chuyện á. Ôi hơi đâu mà má lo quá. Bây giờ cứ nhận đại đi. Nó giàu quá mà. Lỡ nhiều khi nhận nó cảm thông nó cho chút tiền rồi sao? Đúng không? Ê nói nghe. Hồi xưa ông có tò te gì giết con mẹ Minh không? Thôi đừng có khùng quá. Thôi thiệt coi. Bậy bạ không à. Giỡn hoài tôi chỉ thương bà thôi. Nữa. Trời ơi cái mặt ông mà dê tới giờ này còn dê đó. Chứ hồi xưa mà tôi nghi lắm nè. Cái thằng đó nếu mà tôi tìm hiểu coi nếu mà nó đúng là con ông á thì tôi đốt xác nó. Rồi vậy luôn đi. Đi đâu à? Ngủ. Ngủ cái gì? Nói chuyện chưa có xong. Ngồi xuống. Gì? Ngủ hoài hả? Trời ơi má ơi. Bây giờ đưa 50 đi làm xị nữa coi. Má đừng có giận quá. Đây nè, nghe tôi nói nè. Ổng á, không có dám đâu. Không có dám trèo cao như vậy đâu. Đúng rồi. Mà thí dụ lỡ đi. Lỡ ổng trèo cao đi. Thì sao? Bây giờ sao? Có một cái hũ vàng. Hũ vàng là quá lời rồi, muốn gì nữa? Có hũ vàng là tôi chia cho bà hết. Đó. Chịu không? Thôi rượu quá ông nội ơi. Tôi nói ông nghe nè. Nghe thằng con mình nó nói không? Sao? Bây giờ nghe lời nó đi. Ông gọi điện tức tốc cho con nhỏ đó liền. Con nhỏ đó tên gì? Con nhỏ mà cho tiền nhiều phải không? Con nhỏ này nè, con nhỏ này nè. Con nhỏ đó tên là... Tên gì? Khoan để nhớ từ từ quên rồi. Con Vi. Rồi, gọi điện cho con Vi. Rồi. Liền. Khoan. Gọi Vi gì? Khoan. Gì con? Không được gọi. Lý do? Đúng rồi, đừng gọi. Sao ạ? Mày nín. Bây giờ đã làm mày, bộ... Mày đâu phải cha tao mà mày gác tao. Quên. Bây giờ đã làm bộ thì phải làm cho giống. Làm không giống là chết, hiểu chưa? Bây giờ ba là tối đêm nay nha. Rồi. Ba không được ngủ. Sao hả? Ba thức trắng đêm. Cho hai con mắt của ba không còn miếng máu. Hai con mắt của ba đó trồng trắng không. Đó, thôi thấy ghê quá. Đó, đó, để xuống ha. Xong hả? Cái ba gặp nó. Ba làm bộ. Ba sốc, thiệt là sốc. Sáng ngày mai ba hãy gọi điện cho nó. Được không? Vậy nó mới tính. Tức là nó sẽ nghĩ là ông bị sốc quá. Ông gặp lại con. Đúng, bị sốc quá. Không có ngủ nghe. Ông không bình tĩnh được. Đúng rồi, thằng này thông minh giống tôi nè. Nhưng mà lỡ uống rồi con mắt giờ nó nặng quá rồi sao tính? Rồi bây giờ đề nghị vậy đi. Quất thêm một mớ nữa cho nó ngủ luôn cho rồi. Thôi ông nội. Chứ giờ nó quá nặng rồi chịu không nổi luôn. Xỉn quá. Vô ngủ, mai gọi điện. Hiểu không? Đi, quyết định vậy đi. Từ ba. Tiền sắp vô. Sao? Nay nhà sao? Cũng được. Thôi, tôi cho nấu cơm. Ê, ngồi đó đi, chút tôi nấu cho. Thôi. Bầu bị dày vô bếp nước ướt chật té nữa là mệt à. Mày mới đi làm về mệt, nấu nướng gì? Tao làm được mà. Tao đã nói là tao quen rồi mà. Hồi không có mày, tao cũng ở nhà ăn cơm. Chứ tao đâu có ra ngoài đâu, ăn vừa mắt á. Mà còn không vừa ý nữa. Tao thấy tao không bám mày không à. Giờ nấu cho mày bữa cơm cũng làm được nữa. Mày khờ quá à.
mày đâu có muốn vậy đâu. Trách á, phải trách cha Tuấn kia kìa. Hồi nghèo khổ thì ở với mày, bây giờ giàu có rồi đi theo người ta. Nếu mà trách mà khá hơn á thì tao cũng ráng mà tao trách. Cái loại người đó không có nên trách, mà nên chửi á. Tao thấy bất bình cho mày quá à. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Chi, tao định đi tìm việc làm á. Trời, làm gì nhờ? Mày bầu bì 5-6 tháng mày làm như mới bầu vô đòi đi làm. Chứ không lẽ tao ở đây hoài còn phải tính đường ra riêng nữa chứ. Tôi ở đây hoài sao bà có bộ được bà. Tao tự tao biết tao tính. Mày cứ ở đây, tiền để dành á thì lo cho lúc sinh nở nữa. Chứ mày mốt á, lỡ mày sinh có chuyện gì á, tao đâu để dành được bao nhiêu tiền đâu. Lúc đó tao biết tính làm sao. Ừ, thì thôi, để sinh xong rồi tính. Bây giờ cứ ở đây, đợi sinh xong mẹ tròn con vuông đi rồi muốn tính gì tính. Biết rồi. Mà cuối tuần á, mày đi mua mấy bộ đồ bầu đi. Ba cái đồ nhỏ xíu vậy mặc tội nghiệp con mày lắm. Thôi, mày tưởng đồ bầu rẻ lắm hả? Mắc lắm đó. Ờ hay, thì mày mua mấy cái bộ đồ thun rồi rộng rộng á, xinh xong á rồi mặc ở nhà. Ủa ba cái thuốc bổ não bổ mắt này mày uống hết chưa đây? Tao còn hộp không đây vậy. Nghe gì không? Không phải không? Hết rồi sao nghe? Nè, dục đi, mai tao mua khác cho. Thôi vô nấu cơm à. Được không đó? Trời ơi là trời, làm ơn về nhà giùm cái đi. Đi đâu mà mất biệt 2 ngày vậy không biết nữa. Tuấn ơi anh về đi Tuấn ơi. Ủa, anh về rồi hả? Gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh đi đâu mà không về nhà? Anh gọi điện thoại của anh không bóc máy. Ngồi xuống đây đi, ngồi xuống em coi coi. Thôi được rồi em ngồi anh xuống đi. Sao không? Cái gì vậy, em làm cái gì vậy? Anh đi Cần Thơ gấp làm sao anh về kịp? Với lại anh đang họp mà em cứ gọi điện thoại hoài à, sao anh bắt máy được? Chuyện gì vậy? Nguy rồi anh ơi, tất cả những gì em lo sợ bây giờ đã trở thành sự thật rồi. Thằng Bảo nó đã tìm được di chúc thật. Em nói cái gì? Tại sao em biết? Nó đi cùng với một người nữa, hình như là luật sư riêng hay sao á. Em qua nhà nghe nó nói là nó sẽ kiện em ra tòa đó. Bây giờ em phải làm sao đây? Làm sao hả anh? Em bình tĩnh đi. Có khi nó nói vậy thôi, chứ nó không dám làm đâu. Nó mà kiện ra tòa á, chỉ riêng cái vụ mà anh giả chữ ký của ông Đức á cũng đủ ngồi tù rồi. Chứ đừng nói cái vụ mà mình chiếm tài sản của nhà nó. Em sao vậy hả? Một khi thằng Vũ nó đã thừa nhận nó là nhân chứng thật, mà ông Đức thì chết rồi. Lúc đó ai chứng minh được cái tờ di chúc của mình là giả? Vậy tờ di chúc nào mới là thật? Hay lắm. Có khi mình sẽ thưa ngược lại cái tờ di chúc mà thằng Bảo nó đang giữ. Đó là di chúc giả. Tức là làm sao em không có hiểu? Thì giả giả thật thật, thật chẳng hơn gì giả, mà giả gần như thật. Ai mà biết được chứ. Giả giả thật thật, thật thật giả giả. Em không có hiểu gì hết á. Em nhức đầu quá, em rối quá. Nghe anh nói nè, không sao đâu. Đã có anh bên cạnh thì em đừng lo gì hết. Anh luôn ở bên cạnh em đúng không? Anh làm luôn bên cạnh em đúng không? Đúng không anh? Em bình tĩnh đi. Anh luôn ở bên cạnh em đúng không? Rồi rồi rồi, bình tĩnh đi. Đừng bỏ em nghe. Đừng bỏ em sợ lắm. Nghe anh. Tôi kêu ông gọi điện thoại cho con Vi đó, ông gọi chưa? Mệt bà quá. Gì nữa? Nguyên đêm qua tôi suy nghĩ rồi. Lỡ gọi cho người ta rồi bể ra chuyện này, nhục không? Đúng rồi. Có nhục gì đâu mà nhục. Ông nói là ông là cha của thằng Bảo, là tại vì hồi xưa đó
ông với bà Minh á là còn tay với nhau. Rồi đúng, tưởng đúng. Có thằng Bảo. Bây giờ không phải thì thôi. Má nói đúng đó bà. Bà Minh bà đẹp bà giàu. Bà nhìn tôi nhìn tôi còn muốn ói mà nghĩ sao tôi bà tò te. Trời ơi, thì đúng rồi, ai mà tin. Cái đó là tôi giả tỷ vậy thôi. Chứ có thiệt là tôi lặt cái đầu ông ở chỗ đó mà tin. Gọi cho nó đi, mệt quá. Điện thoại đâu? Nhưng mà cái quan trọng, cái mấu chốt của vấn đề là vậy nè. Sao? Con Vi nó có đẹp không? Đó. Thế cái thằng này mệt quá, gọi đi. Nè, chú gọi rồi, có gì bà nói cho bà vừa lòng nha. Hay gì quá vậy? Cái gì vậy? Điện thoại có đông nào đâu gọi. Ủa hết tiền rồi hả? Út ơi. Dạ. Ra đầu hẻm mua cho ba cái sim khuyến mãi con. Má, con đi chợ hết tiền rồi. Hết tiền thì mua thiếu. Mua thiếu tao không cho đâu. Bà cứ bắt con nhỏ đi mua thiếu, thiếu thiếu hoài. Có cái sim 45 ngàn. Đứa Hùng 15 ngàn. Hết đèn, hết đèn. Lẹ lên, lẹ. Thằng lớn đưa đây. Hùng. Ba ba con Hùng tiền. Đưa đây, lẹ lên. Chuẩn bị chút nha. Mà nhiều chuyện quá, tao mệt quá. Có 45 ngàn à, đưa tiền đây. Trời ơi, hết tiền rồi. Thôi. Trời ơi là trời, tôi mệt quá rồi. Ông. Nè. Dạ. Ghé bà dâu Lam á, bà hai dâu Lam á, ghi cho má 3777. Không có đủ tiền má ơi. Thì thiếu. Dạ. Thấy sao mà ghi 3777 vậy? Ba mày mới kêu trời ơi. 3777. Trời ơi mới kêu trời ơi, có số đánh liền vậy hả? Trời ơi ba. Hên xui. Má mày bị nhiễm vô ốc rồi. Không phải mình mới đánh để gỡ lại. Đúng. Gỡ hả? Tao sớm được bao tay giờ. Tao chạy xuống một ngày có 100 mấy ngàn thôi. Má mày đánh đề. Mày đi giá độ đá banh. Để người ta đòi tao nhục ở ngoài đường. Ôi có nhiều đâu ba ơi. Mới thiếu 20 triệu chứ nhiêu. Nhiêu? 20 triệu. 20 triệu. Trời ơi 1 triệu là tao muốn xỉu rồi. 20 triệu ở đâu ra trả người ta? Cái gì 20 triệu? Trời ơi. Quỷ tới. Mẹ bay mới mượn tao tuần trước mà. Là 30 triệu chứ làm gì có 20 triệu. Hai tới chơi á hai. Tôi đâu có rảnh. Tôi qua chơi. Tôi qua đòi nợ. Tiền đâu? Có tiền trả không? Vài bữa nữa đi hai. Chị cứ hẹn hoài hẹn riết hả? Tiền đâu trả? Đi Mỹ. Đúng rồi. Ổng có bà con mới đăng báo kiếm ổng ở bên Mỹ sắp về có tiền rồi. Vài bữa có tiền. Vài bữa bên Mỹ cho tiền. Hôm nay tôi nể chị tôi qua tới đây. Mai mốt mấy thằng lính qua tới đây đó nha. Nhớ mà trả nghe chị. Chị nhớ cộng thêm tiền lãi thêm giùm tôi nghe chưa? Nhớ. Có tiền bên Mỹ đem về. Nhớ nha. Nhớ. Hứa được cái lèo nghe chưa? Hứa mà. Về à. Trời ơi. Chết kia lỗ tai tao rồi. Công nhận bà này bà giữ thiệt ba hả? Bà không giữ sao bà tên Hai Lưỡi Lam. Mày khùng quá. Mẹ con mày vừa lòng chưa? Thấy người ta đòi nhục chưa? Người ta chửi vô đầu không hả? Đề tối ngày đề hoài. Từ từ đi, con Út nó đem về rồi gọi rồi có tiền chứ gì đâu mà la chứ dữ vậy. Chứ nào tao đòi là bình thường, ba làm quá. Mày hay quá. Rồi có chưa? Hỏi cái gì? Út bộ. Má bị đòi nợ hả má? Con thấy bà hai vô Lam vô rồi con biết rồi. Mua sim chưa? Dạ rồi, con mua sim khuyến mãi con bỏ vô luôn hả? Nè gọi đi rồi có tiền chứ gì đâu mà la. Xô nó xô mấy? Lưu chổng rồi đó. Hôm qua nó ghi là tao lưu ở chổng rồi. Mệt ghê thiệt á. Gì vậy? Gì bà? Alo đi. Nó là lớn quá. Alo Vi hả Vi? Mày khùng quá mày. Mày vô duyên quá. Giờ nói sao? Nó tôi là Tại Văn Hót. Ba có thằng Bảo. Được không? Sao không được? Lẹ đi ba ơi. Lẹ. Từ từ. Alo, Vi nghe nè. Tôi là Tại Văn Hót. Bác này con. Bác ba đó hả? Bác Tại Văn Hót nè con. Hôm qua bác gặp con đó. Hôm nay bác xài số lạ quá nên con không có biết. Con chờ điện thoại của bác từ sáng tới giờ á. Mới nạp khuyến mãi Út nó làm. Út mới nạp cho bác à con ơi. Đêm qua bác thức xuyên ngủ không được. Tối hôm qua bác thức bác ngủ không được. Nhưng mà bác có nhớ ra được cái gì chưa? Bác có biết ai là ba ruột của anh Bảo không? Ông Đức hồi xưa không có con. Không có mận gì đàn ông được. Có nghĩa là bệnh đàn ông con biết không? Không. Là có nghĩa là ổng sẽ không có sanh được. Trời. Ý không phải không có con được. Con cũng nghe loáng thoáng đó. Hồi xưa ổng bị quay hàm. Lỗi. Quay bị. Nên bác á. Bà Minh buồn. Bà Minh bác buồn. Bà tò te với bác. Bà tò te.
Bà với bác hai người thương nhau nữa đi. Có nghĩa là Chết. Mày dạ. Sao bác với bà hai người có nghĩa là con gái và con trai mà con không hiểu nữa là thôi chết luôn á, hiểu không? Ý của bác là sao bác? Tò te tí te đó. Tò te đó. Mới có thằng Bảo. Hả? Ý bác là anh Bảo là con của bác hả? Y vậy. Nên con thấy thằng Bảo đẹp trai không con? Đó, y vậy. Không lẽ là như vậy thiệt sao ta? Bây giờ vậy, bác nhớ nó lắm. Muốn qua gặp nó. Bác muốn qua gặp nó. Nói đi ông. Nhưng mà làm sao con tin chuyện bác nói là thật chứ? Bác chứng minh cho con biết luôn á. Bác có bằng chứng. Mày nói thế. Bác có bằng chứng. Hồi xưa ông biết ông đuổi bác ra khỏi nhà. Vậy nè. Bà nhắc chứ không. Không phải bà Minh á, bà buồn. Rồi cái mới bể cái chuyện này ra, cái ông Đức ông mới giận bác, ông mới đuổi bác ra khỏi nhà. Thì chuyện động trời vậy, ông đuổi bác đi là cũng phải rồi. Bác không được gặp anh Đức. Ý không cầm ra thằng Bảo. Bác nhớ quá trời, 30 năm rồi con ơi. Lúc mày đuổi đi khỏi nhà, bác có lấy cái bộ đồ. Ủa, giọng của ai vậy bác ba? Mày đi nhỏ trong sớm nó la ôm sùm đó con. Bây giờ vậy, bác muốn gặp con. Bác muốn gặp con để bác cho con thấy là bác chứng minh sự thật, bác là ba của thằng Bảo. Ngày mai gặp được không? Mai gặp được không? Thì nếu bác chứng minh được chuyện đó là thật, con sẽ dẫn bác đi gặp anh Bảo liền thôi. Rồi, như vậy con ha. Bác đi. Bye bye con nghe. Chửi. Xong rồi thì thôi đi, còn bye bye nữa. Khỏe quá. Có tiền. Không. Quan trọng vấn đề này. Gì? Bà nhớ, ngày xưa tôi ăn cắp đồ tôi đưa về cho bà. Bà còn giữ không? Để mai tôi gặp nó biểu tôi lấy về chứng minh. Trời, ông nghĩ sao vậy? Hết chuyện ăn cắp rồi toàn ăn cắp quần áo không à. Mặt rách rồi làm nùi vẽ lau nhà 80 năm rồi ông nội. Bà nhớ kỹ còn cái gì không? Bà ráng nhớ coi. Không có là không có tiền đó. Ê, có cái vòng. Kỳ đó bả cho cái vòng. Ừ, hay. Vòng. Cái vòng để phòng thân. Vòng đâu? Để con Út bán mất rồi. Vậy khỏi luôn đi, khỏi đi. Tôi đánh giá cao về khả năng của cô. Chúng tôi muốn mời cô về làm việc cho khách sạn của chúng tôi. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà điều kiện của bên mình sao anh? Cô sẽ làm việc tại tổ phục vụ thuộc ban Lễ Tân. Chúng tôi trả lương theo năng lực, chứ không phải chỉ là cấp bậc. Cho nên là mức lương của cô sẽ không thấp đâu. Cuối năm chúng tôi còn trả tiền phụ cấp và tháng lương thứ 13. Dạ, nhưng mà ý tôi hỏi không phải là chuyện đó. Thật sự là tôi chỉ muốn hợp tác và cung cấp qua cho bên anh. Nhưng mà cái kiểu làm việc bán thời gian thôi. Chúng tôi lại muốn nhân sự ổn định. Nếu như tôi vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ hoa mà không làm việc toàn thời gian thì sao ạ? Nếu vậy thì tôi phải hỏi ý kiến cấp trên đã. Dạ, cảm ơn anh. Vậy nếu có yêu cầu hay là anh muốn đặt hàng gì đó thì anh cứ gọi cho tôi. Cô có nem gạt không? Dạ không. Anh có thể ghi số điện thoại của tôi. Dạ, 0986 70. Đó, lục phụ quà coi. Cái gì ba? Lục kiếm cái tờ trời giấy coi ơi. Kiếm cái gì? Giấy gì? Kiếm cái gì? Trời ơi ba ơi, đơn giản thôi. Bây giờ ba có viết một cái bức thư, gọi là cái bức thư tình cho bà. Hay quá, hơi tao viết cho bà là quá dễ rồi. Quan trọng là bà viết cho tao kìa. Đúng rồi, thằng này nó ngu. Mày đưa tao coi cái này coi. Đây. Thịt bò hầm, khoai tây, một ký bơ. Chữ ai vậy ba? Chữ của bà. Bà dặn ông đi chợ phải không? Đúng rồi. Hồi xưa đó hả? Hàng gì nó cũ quá hả? Bây giờ đứa nào giỏi lấy cái nét chữ này viết một nhái bức thư tình. À, cho nhái bà. Chữ viết của bà. Viết một bức thư tình gửi cho bà. Úc. Đúng rồi, là cách đây lâu lắm rồi. Đúng rồi. Thôi con không làm. Con đâu. Út, con Út chữ đẹp. Thôi con không làm. Đi lấy cuốn sổ ra đây lẹ lên. Viết. Mày không làm mày có ăn cơm không? Nhanh. Tao bóp cổ mày. Dẹp ra vô. Nói dẹp tới dẹp là dẹp dầm à. Gom gom dẹp dẹp dẹp. Cất kỹ. Một cái là mẫu, một cái là mẫu. Rồi, để xuống đây, đưa lên. Đứa nào viết thư giỏi? Con Út, đây. Chữ nó đẹp, nó nhái luôn. Biết rồi, nhưng mà đứa nào có văn chương giỏi? Đấy. Đây, bây giờ Út nghe anh nói nè. Út nhìn cái chữ này Út thấy chưa? Dạ. Út làm sao Út nhái cái nét chữ y chang cho anh. Ừ. Còn chuyện khác là có tụi anh lo, Út đừng có lo. Đúng. Hiểu chưa? Làm được cuốn dạ. Này tao mua cho mấy cao đầm. Thấy chưa? Ừ. Rồi, ghi đi. Rồi đọc thơ cho nó viết đi. Thơ gì? Thơ tình chứ thơ gì? Quên. Viết cho ba mày. Rồi. Hai bảy sáng tác đi. Đây, có rồi. Anh Hót thân mến. Bảy.
yêu. Anh đúng, má mày nói đúng. Anh yêu. Hót yêu. Anh hót yêu. Hồi đó má mày viết cho tao vậy đó. Thứ gì xạo. Đã mấy đêm rồi em không nghe anh hót. Bậy bạ. Hát. Em không nghe anh hát, nghe anh hát. Đúng rồi. Em nhớ anh quá. Thằng này văn thơ không được ghê hả? Văn thơ được ghê á. Gò chữ giống giống nghe. Giống mày. Em nhớ thì anh đang quá. Biết nè. Phụ tao, phụ tao. Phụ nó đi. Tới đâu rồi, tới đâu rồi. Em nhớ anh quá rồi đó. Vô, vô. Em ngủ không được. Đúng rồi, em ngủ không được. Mong cho trời mau sáng để được gặp anh. Hay quá, mày hay quá. Nhưng em không biết làm cách nào cho trời mau sáng. Em liền nghĩ ra một cách. Ngủ một giấc trời sẽ sáng. Hay quá, hay quá. Ê, thằng này nó vô duyên thiệt. Ok nha. Vậy đi, tối sáng là được rồi. Vậy đi, nó vui là được rồi. Nó hài hước lãng mạn. Là người ta tin à, người ta chịu à. Đọc tiếp cho nó viết đi. Lại một đêm nữa. Em phải làm thế để cho đỡ nhớ anh. Rồi sao nữa? Anh như là gió. À, em như là mây. À, đó, hay quá. Hai đứa mình như hai cái cây. Mày điên hả mày? Đúng rồi mày. Em như là gió, anh như là mây. Thì phải làm là anh như là cây, em như là anh như là cá. Vô dần, phải vô dần nha mày. Em như là tôm. Em như là bơm. Bậy, bậy à, ba thào lao á. Thôi gì mắc ói dữ vậy trời. Ba tính nói em như là bơm, anh như là lựu đạn đó hả? Tầm bậy. Cái đâu rồi? Đây, dễ thương nè. Anh như là cá, em như là tôm. Anh như trái trong chú. Em như trái cóc. Bậy, em như măng cột. Thôi đang viết. À, hết chưa, tới chưa. Chơm mắng cục. Chơm mắng cục rồi phải không? Ngắn gọn. Rồi gọn. Thôi, xuống hàng, chết cha ổng về. Không, tái bút. Tái bút hả? Tái bút. Tái bút lẹ đi. Tái bút chết cha ổng về. Tái bút. Chết cha, chồng em về. Thằng chồng ổng về. Chết cha, chồng em về. Phải kêu câu gì đó, nhớ nhung tha thiết đi. Thôi vậy được rồi, ổng về tới bắt cái chết à mày. Muốn lấy tiền không? Bà muốn lấy tiền không? Nhiêu đây được rồi. Câu gì nữa? Câu gì đó nó tha thiết mà nó rồi, được tha thiết luôn. Rồi. Đây. Em hôn anh. Thôi, không tha thiết. Tự nhiên hôn mà tha thiết. Giấu bức thư vào ngực em ngủ. Đó. Quá tha thiết. Quá tha thiết. Kỳ quá. Giấu bức thư vào ngực em ngủ. Đi vô. Mày con nít mày biết cái gì, kêu gì làm đấy đi. Giấu vô đó mồ hôi nó chèm nhẹp còn gì nữa đâu đọc. Trời ơi. Hay mà. Không mà sợ. Bởi vậy. Rồi thôi đưa cho thằng này nó đọc lại tao nghe coi. Đọc. Thôi được rồi, vậy để cho Út nó làm đi. Bây giờ vậy quan trọng vấn đề nè. Đây cái này nó màu vàng. Chết mẹ tờ giấy đen thù lùi. Trời ơi, cái chuyện nó tính hết rồi. Đây. Không có biết gì hết trơn. Rồi sao? Đây là tờ giấy ngày xa xưa ấy. Ừ. Còn đây tờ giấy hiện tại ngày hôm nay. Trắng nhách. Con sẽ làm cho tờ giấy này mày đen thui như tờ giấy này. Mày đừng có đưa cái cánh mày lên. Rồi nó đi. Nói chịu nổi đó. Con sẽ làm tờ giấy này bằng mọi cách thành tờ giấy này. Nói tóm lại, hai tờ giấy này là hai thời kỳ khác nhau. Con sẽ làm cho nó chung một thời gian. Nói tóm lại, tiền sắp tới. Ủa? Cái Phương anh nghe chủ shop showroom nói là em đi phỏng vấn xin việc rồi mà. Tại vì ở bên đó họ cần người là làm việc cố định luôn. Mà làm việc cố định đâu có làm được. Đừng ngại nha. Bên kia mà trả lương cao em cứ làm bển đi. Bình thì Bình quý em thiệt. Nhưng mà nếu như cuộc sống của em á, thì Bình sẽ nhường cho em làm cái công việc tốt hơn. Em thích làm đây. Nói chứ em không thích làm bển đâu. Thiệt không? Thiệt mà. Anh nghe nói bên kia người ta trả lương cao, phúc lợi cũng tốt mà. Nhưng mà ở bên đây tình cảm chị em hơn. Thí dụ có khó khăn gì, làm hư cái gì, thảo Bình cũng bỏ qua cho em. Bởi vì thiệt tình á. Đi chỗ khác. Thương nhất nhỏ nè. Nhưng mà theo chị á, thì chị thấy em nên qua bên kia làm đi. Tại vì bên kia dù sao cũng là công ty em. Người ta có phúc lợi tốt nữa. Bên đây chỉ là shop qua nhỏ thôi à, không có tương lai đâu. Diêm. Dạ. Hôm nay mày đi trước đi Diễm. Nhưng đi đâu anh? Đi làm chỗ khác. Đi. Biến liền. Ủa sao anh đuổi em vậy? Đang lo tương lai cho Diễm á Diễm. Tương lai cho em sáng lạng á Diễm. Nhưng mà qua này nó nhỏ, nó chôn dù cái tài năng của em lắm á Diễm. Dạ tại bên kia chưa có nhận em. Ý là nói bên nào nhận là đi liền có phải không? Dạ không có. Trời ơi anh ơi đừng có gài em vậy. Không phải đâu. Diễm biết sao không? Shop nhỏ vậy chứ cũng có nhiều cái hay riêng của nó.
đi qua nơi khác. Mấy nơi lớn lớn vậy chứ tiện nạnh ganh tị với nhau dữ lắm. Chứ còn gì nữa, sống không có được đâu. Đúng rồi. Sống với chị em vậy nè, dễ sống hơn. Thôi, nói vậy không lẽ em sống với anh Bình suốt đời hay sao? Nói gì có đụng chạm gì nữa mày không vậy? Thì có sao đâu, em thấy cũng được mà. Sống ở đây em thấy thoải mái nè. Lúc nào mà nhà em có chuyện, em xin cái Thảo Bình cho em đi liền. Còn thí dụ mà em kẹt tiền á, là cho ứng trước liền. Con mình em được ứng à, chị đâu có bao giờ được ứng đâu. Con nào dám nói kiểu đó là coi như là bị thụt lưỡi đó. Ứng trước bao nhiêu tháng tiền lương rồi hả? Con nào nói cho ai, phản bội à? Nuôi nó uổng lắm. Không có thương mình. Thương nhất là con Phương này nè. Vì câu nói của em á là sống trọn đời bên nhau. Vô. Hả? Vô. Em có được ấy vô không? Dám không bỏ tao vô coi. 1, 2, 3. Vô. Em. Ủa anh Bảo. Anh xin lỗi nha, mấy hôm nay bận việc quá anh không qua được. Đâu có sao đâu, giờ này em cũng còn thức mà. Chuyện Di Chúc sao rồi anh? Anh tìm được Di Chúc rồi. Cái biệt thự là của anh, và anh có 45% cổ phần trong công ty. Thiệt hả? Thiệt. Trời em mừng quá đi à. Vậy là anh có nhà nè, rồi có cổ phần trong công ty nữa. Trời anh sướng quá nha. Nhưng mà trời ơi, anh thích ở nhà này hơn. Anh á, nhà cao cửa rộng anh không thích hả? Không. Còn một chuyện nữa là chắc chắn là anh sẽ gặp dì Lệ để hỏi rõ ràng là tại sao lại làm Di Chúc giả để đẩy anh ra khỏi nhà. Nhưng mà em nghĩ chuyện không có dễ đâu đó. Ừ thì anh sẽ thu thập bằng cớ. Em thấy sao? Cũng được. Rồi hẹn mấy giờ lâu dữ hả? Từ từ. Alo lại cái coi. Nữa alo nữa. Ta hẹn rồi mà cứ alo hoài mệt quá. Bà ráng chờ chút coi. Ngóng ấy chạy đầu đường ngóng ngóng coi thử tới chưa. Ngồi đâu sai. À, tới rồi hả? Trời ơi con. Con chào bác đây, bác dựng cho. Trời ơi bác. Ủa? Chờ. Chờ quá trời tới luôn con. Rồi hả? Vô ngồi ngồi con. Ôi cha, ngồi đi con, ngồi đi con. Dạ. Lấy nước mời đi. Uống nước nè con. Vậy con ngồi, cảm ơn. Ngồi ngồi. Ngồi ngồi đi con. Cha, sao con để bác chờ lâu vậy? Lâu quá trời lâu luôn á. Dạ, tại đường xa quá. Ừ đi nè, con coi đi. Trời ơi, nói nào ngay á, tôi cũng ghen dữ lắm chứ. Đàn bà mà chồng mình có con đâu đâu ngoài đường ghen chứ. Đều vợ già cả rồi, nghĩ thôi cha con không chia lìa mấy chục năm. Thôi kệ, cho hai cha con gặp mặt coi như mình làm phước vậy đó. Thôi nói hoài mệt quá. Thấy được không con? Dạ. Ủa mà còn mấy bức thư khác đâu bác? Trời ơi mấy bức kia viết tới viết lui rồi không đứt con bắt được rồi không xé rồi con ơi. Mà con nữa, còn mấy bức lúc mà bác để trong chiếc xe á, cái ông đứt ông biết ông đuổi bác cái lấy chiếc xe luôn rồi xong. Cái lúc ông đuổi á là đuổi xách có cái xác đi không á, không có đem theo gì hết. Bởi vậy á. Mà thôi bác còn tài sản lớn hơn nữa mà. Anh Bảo là con trai ruột của bác. Thì để con gọi điện thoại cho ảnh. Gọi liền con. Đợi con xíu nha. Gọi đi, gọi đi. Alo anh hả? Em tìm được ba của anh rồi nè. Gì? Em có chắc không? Là ai? Thì bác ba lái xe đó. Hả? Sao em tìm được? Nếu anh mà nghi ngờ á thì để em dẫn bác tới gặp anh. Cũng được. Dạ rồi, vậy thôi anh ha. Con hẹn ảnh rồi đó. Cảm ơn con nhiều nha. Cảm ơn con nhiều lắm. Chừng nào bắt đi với con. Sao dễ dàng vậy ta?
Có khi nào người đó là ba mình không ta? Anh uống sữa không? Em đi mua sữa cho anh nha. Thôi. Hai em ra ngoài cho nói chuyện chút. Đi chút. Đọc đi. Tôi mệt quá, chuyện này chắc để nói sau đi. Anh có mệt hay không mệt thì sự thật vẫn là sự thật. Nếu như anh không giúp tôi trong vụ này vạch trần bộ mặt của dì Lệ thì anh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi nói cậu là tôi mệt quá mà, chuyện này để nói sau đi. Suy nghĩ kỹ đi. Em ơi. Dạ. Sao anh? Có chuyện gì không ổn hả? Bây giờ về nhà gom tiền hết đưa cho má đi, rồi xong rồi để dành một chút tiền bên ngoài để mua thuốc thang thôi ha. Bộ có chuyện gì hả anh? Anh nói vậy thì làm vậy đi. Đưa anh điện thoại cho anh nói chuyện chị Lệ gấp. Dạ nè. Alo chị Lệ hả? Có chuyện rồi chị ơi. Đây là những nhà cung cấp hiện tại của Đức Bảo, còn bên dưới là những thầu phụ. Bên kế toán sẽ chuyển tiền ứng cho bên thầu phụ. Bên thầu phụ sẽ trả một phần tiền vật liệu xây dựng. Mày qua bên đó, nói nó chuyển phần tiền đó cho tao, xong ghi giấy nợ với bên vật liệu xây dựng. Nhưng trên nguyên tắc á, thầu phụ sẽ nợ nhà phân phối. Em nghĩ là họ không chịu đâu. Mày khùng quá. Nguyên tắc nào cũng có thể thay đổi được hết á. Thì khi giấy nợ về đây, mày ký xác nhận là xong chứ gì. Mày lấy danh nghĩa công ty đi mua nợ mà công ty không có biết. Mà anh lo ổn chứ? Trời, tất nhiên. Mày cứ chuyển hết số tiền đó vô tài khoản của Mỹ Lệ cho tao. Em đi nha. Bảo ơi, Bảo. Trời ơi, Bảo. Ba này con. Ba đi tìm con mấy chục năm nay. Trời ơi, ba thương con quá con ơi. Bảo ơi, tình cảm của ba hồi đó giờ dồn cho con nhiều lắm. Ba thương con lắm. Không tháng này hả? Anh Bảo đó. Anh Bảo, anh Bảo. Bảo. Bảo ơi, ba nhớ con lắm, ba thương con lắm, con biết không? Mấy chục năm nay ba có lỗi với con. Con đừng giận ba nghe con. Bác ơi, có gì từ từ nói với bác. Bác ba đó anh. Bác ơi, con có nghe Vi nói là bác với má con. Đúng rồi, ba với mẹ con có yêu nhau nhưng mà cái tình yêu nó không có được trong sáng cho lắm, hơi lén lút một chút thôi. Thôi con, đừng giận ba nghe. Sao con nhìn ba cặp mắt kỳ vậy? Không tin đúng không? Con bị đột ngột đúng không? Đây. Trời ơi, đây. Con đọc bức thư này đi. Thư của ai vậy bác? Của mẹ con gửi cho ba. Má con viết thư câu cú lủng củng tùm lum tùm la vậy? Thì nói chung bà học dốt một chút, má con viết gọn vậy ba đọc mới được. Nhiều lúc bà viết ký tự bà cũng hiểu nữa. Ừ, ba xin lỗi con nghe con. Dạ, không có gì đâu bác. Bác ơi, hồi đó bác có tặng cho má con cái gì không? Thì nghèo quá ba tặng tình yêu cho mẹ con thôi chứ tặng gì giờ. Không có tặng gì hả? Để ba nhớ thư coi. Trang sức hay là nhẫn hả? Không có, nhẫn không có. Ừ, cái vòng. Cái vòng. Ba tặng cho mẹ con cái vòng. Yeah. Ba nhớ rồi. Lâu quá quên, lâu quá quên. Dạ, cái vòng đó bác mua ở đâu bác? Trời ơi, nghèo quá, tiền đâu đi mua. Mai Phước về bà nội con có cái vòng. Bà tặng cho ba, bà tặng cho mẹ con. Dạ.
anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang